Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi, nhưng người đã nghĩ tôi rằng ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được thỏa bài trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lâm nhục của pháp bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh. Điều cụ thể hơn nữa là họ thành kiến, họ định kiến về chính của mình.
Giêsu. Họ đã thành kiến và họ định kiến nên họ đã nhìn Chúa Giêsu không thể nào được coi là một vị ngôn sứ được. Mấy trăm năm nay, từ cái thời ngôn sứ cuối cùng trong thời cựu ước chấm dứt, để rồi tới hôm nay một vị đã xuất hiện trong cái tư cách của một vị ngôn sứ để nói đến lời của Thiên Chúa, để thực thi những ý định của Thiên Chúa, để loan truyền những điều tốt đẹp từ Thiên Chúa muốn nói với con người. Thế mà họ đã không coi Ngài như là một vị ngôn sứ cao cả, mà họ biết Ngài là con của một người thợ mộc. Họ biết Ngài, họ biết gia đình họ hàng của Ngài là ở cùng quê hương của họ, nên không thể chấp nhận một cái ông Giêsu được người ta tôn vinh như là một vị ngôn sứ, một cái ông Giêsu có thể có quyền năng để có thể chữa lành những người bệnh tật, một ông Giêsu có thể cho người chết sống lại, một ông Giêsu có thể có những lời để phản bác lại những giáo lý, những điều của các bậc tôn giáo thời bấy giờ đã dạy người ta thật xấu xa. Một ông Giêsu đã chống lại với những cái điều mà người ta để ép lên dân để giải thoát cái gánh nặng, giải thoát cái nỗi đau khổ của dân. Họ biết, họ định kiến về một ông Giêsu nên họ đã không chấp nhận cái ông Giêsu này. Bởi đâu cái người làm những sự lạ lẽ ấy? Bởi đâu ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria và anh em của ông này chúng ta đang ở với chúng ta đó sao? Bởi vì cái thành kiến và định kiến nên họ đã loại trừ chính Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Bởi vì thành kiến và định kiến nên họ đã không chấp nhận Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của họ. Bởi vì thành kiến và định kiến, họ đã mời Thiên Chúa ra khỏi chính cuộc sống, ra khỏi chính linh hồn, ra khỏi chính niềm tin. Và để rồi Chúa Giêsu đã nói, không có một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, ở gia đình, ở họ hàng của mình. Và tin mừng còn ghi, người không làm phép lạ nào được ngoại trừ đặt tay chữa bài bệnh nhân, vì người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Và như thế, kính thưa cộng đoàn chị em, những người làm của Chúa Giêsu đã vì thành kiến mà đã loại trừ chính Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng bị rơi vào trong những cái thành kiến và những cái định kiến cố hữu của con người chúng ta. Có lẽ thành kiến với Thiên Chúa thì chúng ta không dám và chúng ta không có cái điều đó. Nhưng mà thành kiến với anh chị em, với những người đang cuộc sống trong cuộc sống của chúng ta thì chắc chắn chúng ta đã xảy ra nhiều. Nhưng mà đối thành kiến và định kiến với anh chị em của mình thì khác nào là chúng ta thành kiến hoặc định kiến đối với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đang hiện diện nơi chính những con người khác. Bởi vậy mà những người làm Nazareth đã loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Có đôi khi chúng ta cũng thành kiến đối với nhau, để rồi chúng ta cũng loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Bởi vì thế mà lời Chúa hôm nay để dạy cho chúng ta rằng, hãy sống trong tình yêu thương, hãy nhìn nhận cái quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, hãy nhận ra bàn tay của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thiên Chúa đang đến với chúng ta, nhất là qua những người anh chị em của mình, những con người vô cùng, những con người bị bỏ rơi, những con người cần đến sự chia sẻ, cần đến tình yêu, lòng thương xót của mỗi người chúng ta. Để rồi khi chúng ta bỏ qua những thành kiến và những định kiến về một ai đó là chúng ta sẽ gặp được bình an. Khi chúng ta bỏ qua những thành kiến và định kiến về một ai đó thì tâm hồn chúng ta sẽ được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Ước gì với lời Chúa dạy hôm nay, để rồi chúng ta sẽ sống tốt hơn trong mỗi ngày, nhất là hãy yêu thương nhau trong cuộc đời này, để chúng ta cũng được chính Thiên Chúa yêu thương, chính Thiên Chúa đón nhận, chính Thiên Chúa tha thứ, và chính Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta vào trong chính tình yêu của Ngài.